Chào các bạn, mình là Ninh Táo. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn học bộ mãnh, nghĩa là con ếch và cố gắng. Cái này vô nghĩa của nó thì nó cũng không có quá là liên quan tới nhau, đúng không? Và đây là bộ thủ chúng ta chỉ cần học qua để chúng ta tham khảo về những cái đường nét này. Như hai bên này này, hai bên này. Đấy, chúng ta viết nó theo cái tỉ lệ đó là. Và những cái bộ thủ cổ này nó cũng khá là bất quy tắc, nó cũng không theo đường nét nào cả. Chúng ta chỉ cần nhớ được là những cái đường nét như thế này thì nó sắp xếp vị trí của nó chia đều với nhau. Ví dụ nha, các bạn nhìn thấy nè, ở đây nó giống như bộ Nhật. Bên này giống như bộ gì? 1 nét, 2 nét, 3 nét, 4 nét. 4 nét này thì nó sẽ giống với cái bộ. Thật ra thì nó không còn giống với bộ nào cả. Chúng ta chỉ có các nét kết hợp vào với nhau thôi. Bây giờ chúng ta sẽ thử viết cái này theo quy tắc như sau. Chúng ta sẽ viết rộng phía bên trên này nhá. Đánh ngang nó ra này, ngang nó ra này. À, sau chúng ta sẽ viết ở phía bên dưới. Như thế này. Sau chúng ta sẽ nối từ bên trên nối xuống. Cong móc trước, nhường nét trước. Sau đó chúng ta sẽ nối nó xuống phía dưới như thế này. Nối chạm vào với nhau. Sau đó chúng ta sẽ viết dạng theo kiểu là một nửa của bộ Nhật. Đó. Ta đã ra cái hình dạng của cái bộ này là bộ mãnh con ếch này rồi. Nhưng mà nhìn nó hình như thế không thấy giống con ếch nhiều.